hội để chúng ta start up cho năm 2022 với chủ đề là Together We Fly. Chủ đề năm nay thực tế xuất phát từ một cái nhu cầu rất là lớn, đó là sau một thời gian chúng ta rất là ít được cơ hội gặp nhau, ít được cơ hội tương tác và tiếp xúc với nhau. Thì Covid đã qua rồi, chúng ta đang chuẩn bị bước vào một cái làn gió mới, một cái làn sóng mới của thị trường. Và đây là lúc chúng ta cần together hơn bao giờ hết. Đây là lúc mà chúng ta có thể nhìn nhau, gặp nhau, cười với nhau, hiểu nhau và cùng truyền cho nhau sức mạnh. Bởi vì khi chúng ta có sức mạnh tập thể thì chúng ta có thể bay cao hơn, bay xa hơn, innovative hơn và tạo ra những điều bất ngờ cho thị trường. Yeah. Together we fly. Con người đang cùng đồng hành và hành trình đó không thể thiếu các bạn. Yeah.